Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 24. Thưa quý vị, những năm qua Hà Giang được biết đến là địa điểm hấp dẫn độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng ở biên giới, địa đầu Tổ quốc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. Hà Giang hội tụ đầy đủ yếu tố tạo đột phá trong phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có du lịch lịch sử. Chương trình Hành quân theo bước chân Anh là một trong những dự án trọng tâm thúc đẩy loại hình du lịch lịch sử trên mảnh đất vị xuyên Hà Giang. Mời quý vị cùng đến với những chia sẻ từ ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn ông Lại Quốc Tĩnh đã dành thời gian tham dự chương trình với đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày hôm nay. Thưa ông, ngày hôm nay khi mà cá nhân tôi cũng như là rất là nhiều du khách được trực tiếp tham gia trải nghiệm chương trình Hành trình theo bước chân Anh, đi qua rất nhiều những địa danh di tích lịch sử của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, thì thực sự là cảm thấy rất là xúc động. Vậy thì không biết là ông có thể chia sẻ một chút là lý do gì khiến cho ông Lại Quốc Tĩnh cũng như là thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang có ý tưởng là gây dựng nên một chương trình mang đầy ý nghĩa nhân văn như vậy? Chúng tôi muốn thế hệ trẻ ngày nay vẫn tiếp tục với cái phương châm của cha ông ta là tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thứ hai, cụ thể ở mặt trận Vị Xuyên, chúng tôi muốn các du khách tham gia chương trình, nhất là thế hệ trẻ ngày hôm nay, sẽ luôn luôn ghi nhớ và hiểu rằng mặt trận Vị Xuyên là một mặt trận rất khốc liệt, diễn ra trong vòng 10 năm từ 1979 đến 1989 trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang của chúng ta, là một cuộc chiến rất khốc liệt giữa chúng ta và quân xâm lược phương Bắc. Để gìn giữ được đất nước vẹn tròn như ngày hôm nay, đó là một cái mà tôi muốn gửi gắm lại cho thế hệ mai sau, nhất là thế hệ trẻ, để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân, các bậc anh hùng đi trước. Còn mục tiêu kép, tại sao tôi nói là mục tiêu kép, vì với vai trò là một người làm du lịch thì tôi muốn cái sản phẩm du lịch lịch sử, mà cụ thể là di tích lịch sử về nguồn, về với Vị Xuyên. Vậy thì không biết là quá trình khảo sát để lên nội dung cho chương trình thì như thế nào? Từ năm 2022 thì Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang đã mạnh dạn tổ chức hành quân theo bước chân Anh lần thứ nhất. Sau cái chuyến hành quân theo bước chân Anh lần thứ nhất đó thì lan tỏa, sức lan tỏa rất lớn. Rất nhiều những đoàn du khách trong Nam ngoài Bắc gọi điện về Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, thường xuyên hỏi khi nào thì tổ chức tiếp tục lần thứ hai. Nhưng phải nói thật sự, để làm được một chương trình gọi là du lịch thực tế như thế này, nó cũng không hề đơn giản, vì nó đòi hỏi phải chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng, từ khâu truyền thông, từ khâu thiết kế các cái sản phẩm lưu niệm, từ kịch bản, từ tất cả mọi vấn đề, và phải được báo cáo, xin phép được lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Hà Giang đồng tình ủng hộ. Đi lên trên này là khu vực biên giới thì phải được tỉnh đội Hà Giang, biên phòng Hà Giang cho phép. Tất cả những cái đó đều phải được trình các cấp có thẩm quyền một cách cụ thể và bài bản. Sau khi có văn bản nhất trí cho tổ chức thì Hiệp hội Du lịch bắt đầu mới chính thức tuyên bố thiết kế tờ rơi tổng gấp để làm truyền thông, và từ đó mới như ngày hôm nay bạn biết. Trong một thời gian rất ngắn thì đã có khoảng 100 người tham gia. Trong thời gian tới thì kế hoạch phát triển chương trình Hành trình theo bước chân Anh của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang như thế nào? Đây là Hiệp hội Du lịch và tỉnh đoàn đứng ra tổ chức. Nhưng sắp tới thì chúng tôi sẽ bàn giao cái sản phẩm này cho một vài đơn vị lữ hành, để một vài đơn vị lữ hành sẽ thiết kế tour và truyền thông, và sẽ bán tour, sẽ tổ chức thường niên. Có lẽ là chắc một tháng sẽ có 1-2 tour hành quân theo cái cung đường này. Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Lại Quốc Tĩnh với chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được kính chúc cho ông Lại Quốc Tĩnh cũng như là ngành du lịch của tỉnh Hà Giang sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hà Giang. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế đã có thông tư 10/2024/TT-BIT ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc. Theo đó có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine là viêm gan B, lao, bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, do Haemophilus influenzae type B, sởi, bệnh viêm não Nhật Bản B, rubella và bệnh tiêu chảy do virus rota. 10 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch là bệnh bạch hầu, bại liệt, ho gà, rubella, sởi, tả bệnh viêm não Nhật Bản B,
bệnh dại, cúm và COVID-19. Mới đây, vụ biên phiên dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao đã khai mạc khóa đào tạo kỹ năng phiên dịch đối ngoại dành cho mạng lưới cộng tác viên biên phiên dịch Bộ Ngoại giao. Theo đó, khóa học diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 6, giúp các học viên là cộng tác viên biên dịch của Bộ cập nhật kiến thức về yêu cầu đối với phiên dịch đối ngoại. Thông qua khóa học sẽ giúp các học viên thực hành kỹ năng phiên dịch nối tiếp và dịch cabin. Theo đó, nội dung khóa học sẽ giúp cung cấp các thông tin và cập nhật các yêu cầu đối với phiên dịch đối ngoại trong bối cảnh mới. Các yêu cầu về tác phong, năng lực và đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng nhớ ngắn hạn, kết hợp AI trong dịch nói và dịch viết, kỹ năng ghi chép, kỹ năng nhớ ngắn hạn, ghi chép, thuyết trình, kỹ năng dịch song song có và không có văn bản sẽ được các giảng viên khóa học cung cấp và chia sẻ. Sau 3 năm, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại hơn 170 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Các đại biểu Quốc hội cũng đều tán thành việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường, giúp bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, điều hành linh hoạt hiệu quả. Nằm xen kẽ với khu dân cư đông đúc, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Đội Cấn có diện tích hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động. Sau khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường, việc triển khai dự án cải tạo trụ sở trở nên nhanh gọn, thuận tiện hơn, giúp kịp thời đưa công trình vào phục vụ nhân dân trên địa bàn. Năm 2023 thì phường Đội Cấn cũng rất là may mắn được là một đơn vị làm chủ đầu tư về cái thực hiện dự án sửa chữa đối với trụ sở, thì chúng tôi cũng cơ bản cũng đã hoàn thiện xong và để đáp ứng được đối với cái nhu cầu cũng như công việc. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho phường Quán Thánh chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Quy trình rút gọn nhưng hiệu quả công việc vẫn đảm bảo, phường vẫn tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư nhưng không thông qua hội đồng. Dự án thì chúng tôi tổ chức thi công ngay và đến nay thì đã đưa vào hoàn thành, đưa vào sử dụng và cũng được cộng đồng dân cư, được người dân rất là ủng hộ rất cao. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức cũng được chuẩn hóa, có chuyển biến tốt về phong cách làm việc, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Một thủ tục hành chính bọn mình trước kia được 3 ngày, bây giờ rút ngắn xuống còn 1 ngày. Có nhiệm vụ chỉ đạo phải gấp, phải nhanh thì bắt buộc mình phải hoãn lại những việc khác để mình làm. Các bước cải tiến càng đơn giản và càng cụ thể thì tức là cái người, kể cả người được trực tiếp giải quyết này, người ta có thẩm quyền này, có trình độ này, người ta có thể gần như là thụ lý hồ sơ mà giải quyết ngay tại chỗ. Tại buổi thảo luận của Quốc hội ở hội trường về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, các đại biểu nhận định thực hiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường giúp chính quyền đô thị của Hà Nội năng động hơn. Tôi tán thành với quy định về tổ chức chính quyền tại thành phố Hà Nội như quy định tại điều 8 của dự thảo luật, thì việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các phường sẽ góp phần khiến tổ chức chính quyền cấp xã, phường tinh gọn và năng động hơn. Nếu như dự thảo được thông qua thì tổ chức chính quyền đô thị ở thành phố Hà Nội hai cấp quyền, trong khi đó chính quyền đô thị ở Đà Nẵng và Hồ Chí Minh là một cấp quyền, nghĩa là không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận và phường. Cần xem xét kỹ lại mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở thủ đô như trong dự thảo để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam. Đại biểu cũng đề nghị cần tập trung vào những quy định liên quan đến vấn đề phân cấp, ủy quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho chính quyền thủ đô, qua đó giúp chính quyền thủ đô có đủ thẩm quyền để chủ động linh hoạt, năng động trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thực hiện chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng 1 đến 2 khu nhà ở xã hội độc lập, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố có nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3% và ở khu vực thành thị dưới 3,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, 70% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 50% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 65% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt khoảng 32m² sàn một người, phát triển nhà ở xã hội mới khoảng 2,5 triệu m² sàn nhà, đầu tư xây dựng 1 đến 2 khu nhà ở xã hội độc lập và 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố có nhà ở xã hội. Khi không có kế hoạch cụ thể, trẻ nhỏ sẽ dễ sa đà vào những hoạt động thiếu lành mạnh dịp nghỉ hè. Chính vì thế,
Việc hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng sở thích này cho các em trong dịp hè là rất bổ ích và cần thiết. Đọc sách là một thói quen tốt, tuy nhiên vẫn có không ít phụ huynh loay hoay làm sao để con yêu thích đọc sách và có thói quen đọc sách, bởi hầu hết ngày nay các em thích chơi điện tử và sử dụng điện thoại thông minh hơn là đọc sách, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè. Ở nhà tôi thì thực ra là hai bé có hai cái sở thích khác nhau. Ví dụ như với bạn lớn thì bạn rất mê đọc sách, cho nên chỉ cần bạn ấy đọc và tôi thảo luận với bạn về cái nội dung ở trong sách hay về một cái nhân vật nào đấy thì là đã có thể là kích thích cái đam mê đọc sách của bạn ấy càng phát triển hơn rồi. Còn với bạn bé thì bạn ấy không thích đọc sách, thậm chí là với việc mở một trang sách ra với bạn ấy là cả một vấn đề. Trại hè EcoCamp là một trong những mô hình sinh hoạt hè tiêu biểu của câu lạc bộ đọc sách cùng con. Hoạt động được chú trọng và đầu tư nhất tại trại hè này là trải nghiệm đọc sách với sự hướng dẫn của các chuyên gia. Trong trại hè, chúng tôi có một cái thư viện rất là to và chúng tôi phải chở cả một cái ô tô xe tải mang sách lên. Thế nhưng mà cái sách ở thư viện đó thì chúng tôi quan sát là các em đọc một cách say sưa khi mà các em có được cái cơ hội tiếp cận với sách thường xuyên như vậy. Ngoài ra chúng tôi có nhiều cái phương pháp, đã có phương pháp thì có kỹ thuật, có những kỹ thuật để trẻ em đến với sách một cách là rất là tự nhiên hàng ngày. Từ đó các em có thói quen sờ đến cuốn sách hàng ngày, từ đó các em có thói quen là biết ghi chép, và từ cái ghi chép đấy các em cảm thấy là mình nhận được rất là nhiều ở sách khi mà mình nói một câu chuyện sâu sắc hơn, và từ đó thì các em sẽ yêu thích đọc sách lâu dài hơn. Bản thân các em sau khi tham gia trại hè cũng đã yêu sách hơn và tạo cho mình thói quen đọc sách, bởi các thầy cô không ép các em đọc sách một cách khô khan mà tạo ra các trò chơi liên quan tới cuốn sách để tạo hứng thú cho các em. Tham gia trại hè thì em được tham gia các hoạt động như là viết các bài văn để thảo luận về một vấn đề gì đấy. Ở trại hè EcoCamp thì người ta chuẩn bị cho mình rất là nhiều sách và người ta rất hay khuyến khích mình đọc sách trong các thời gian rảnh rỗi. Con thường đọc truyện chữ và truyện tranh, những chủ đề về trường học, khoa học và mọi thứ xung quanh cuộc sống. Sách đem lại rất là nhiều điều thú vị cho con và đem lại những kiến thức bổ ích cho đời sống, cho học tập ạ. Mùa hè này, bên cạnh những trại hè vận động trải nghiệm thì trại hè với hoạt động đọc sách cũng là một lựa chọn cho phụ huynh và các em để đem đến cho các em một kỳ nghỉ hè lành mạnh và bổ ích. Thưa quý vị, khu vực Nam Bộ nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng trong giai đoạn chuyển sang mùa mưa. Theo dự báo, ngoài bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, mưa lớn, tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, rạch cũng sẽ diễn ra. Hiện địa phương đã và đang tiến hành nhiều biện pháp chủ động ứng phó, phòng ngừa sạt lở mùa mưa. Đây là hiện trường sạt lở tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp diễn ra mới đây. Sau những trận mưa đầu mùa, tuy không thiệt hại về người, nhưng một số lượng đất lớn đã bị cuốn trôi xuống sông. Còn đây là tuyến đường rạch Cái Bần, ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Chỉ sau vài cơn mưa, đoạn đường này đã bị sụp trên 100 mét. Địa phương phải tranh thủ khắc phục để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Nó sạt thì nước dòng nó bỏ mé, nó xa quá trời xa rồi. Ngày sống bánh xe, nó cộ, nó chạy ghe, máy tàu đồ, chạy rồi nó lỡ. Lai Vung là một trong những địa phương có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, phương tiện thủy lưu thông nhiều. Địa phương đang tiến hành khắc phục các điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông ở các kênh rạch Cái Mít, Sa Đéc, Tân Dương, Phan Văn Bảy nối dài, Cái Bần. Bên cạnh đó cũng tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các giải pháp mềm để phòng ngừa sạt lở. Vận động người dân để cái hướng là kè mềm, tức là những cái đoạn có nguy cơ thì gia cố bằng cây. Rồi vận động người dân là trồng bằng để tạo cái vấn đề là bồi ở các cái khu vực. Mà hầu như là các cái điểm ở các cái sông rạch thì địa phương có cái phát động là người dân trồng bằng để mà chống sạt lở trong cái thời gian tới, cũng như là hiện nay thì bà con cũng hưởng ứng rất là tích cực cái này. Tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh rạch nội đồng thường xảy ra quanh năm. Do đó, việc người dân sinh sống ven sông ngòi, kênh rạch, chủ động phòng ngừa, di dời đến nơi an toàn, thực hiện các biện pháp mềm nhằm hạn chế sạt lở, thiệt hại là rất cần thiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thank you.